cả biển ốc dạt lên tràn bờ, ngư dân Bến Tre kéo nhau đi hốt bạc. Mỗi năm đến mùa gió chướng, sóng đánh dạt ốc viết lên dày đặc trên bờ biển. Ngư dân xã Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre chỉ việc ra hốt đem về bán và có nhiều người thu nhập tiền triệu mỗi ngày. Mỗi năm, cứ khoảng tháng 10 âm lịch là vào mùa gió chướng, gió thổi từ hướng Đông Bắc tạo nên những con sóng lớn xô dạt vào bờ biển Cồn Chày Mười, xã Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre Sống cũng đánh dạt lên bờ nhiều hải sản, tôm cá, ốc hương, ốc mỡ và nhiều nhất là ốc viết. Rạng sáng thì triều cường rút để lại bãi biển rộng hàng trăm mét, dài hơn 7 km, la liệt ốc. Những con ốc viết xoắn dài màu cam nằm sát nhau, đổi màu luôn cả bãi biển. Ngư dân ở đây cũng chỉ chờ đến mùa này là kéo nhau ra bãi hốt bạc. Chừng 6 giờ sáng, hàng trăm người sẽ kéo nhau ra biển. Mỗi người sẽ chọn cho mình một chỗ để bắt ốc. Có người chỉ lựa bắt ốc hương với giá hơn 100.000 đồng mỗi ký, dù số lượng ít, phải đi lại nhiều nhưng bán được giá. Trong khi đó, hầu hết mọi người còn lại chọn bắt ốc viết, dù rẻ nhưng lại rất nhiều, chỉ cần ngồi một chỗ, hốt vào sọt và mang về. Cười tươi như hoa, Chị Huỳnh Thị Nhanh, 40 tuổi, ngụ xã Thế Thuận, đang chuẩn bị chở thành quả của mình về bán dù còn rất sớm. 100 kg rồi, được 300 000 đồng, chị nói nhanh. Dưới một vũng nước, một người phụ nữ khác đang liên tục hốt ốc lên, sống dồn ốc vào đây dày đặc. Nếu không lựa thì chỉ cần thò tay xuống là hốt được đầy tay. Vài bữa nữa thì càng nhiều hơn người phụ nữ này chia sẻ. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Thủy, 47 tuổi, ngụ xã Thối Thuận cũng ra bờ biển bắt ốc viết từ sáng sớm. Chị Thủy bắt ốc, còn chồng chị thì phụ trách việc chở ốc vào bờ bán. Chị Thủy cho biết dù đã bắt gần 5 tiếng đồng hồ nhưng chị chưa di chuyển được quá 10 mét. Ốc quá dày đặc nên chẳng cần phải nhìn, cứ đặt tay xuống là nhặt được. Sáng giờ tôi bắt được 200 kg rồi, Trừ xăng xe ăn uống còn chừng 570.000 đồng cứ ngồi một chỗ và hốt vậy Đến khi nước lên thì nghỉ dân ở đây kiếm tiền vào mùa này là chính Mỗi năm có 4 tháng trước và sau Tết là ốc dạt vào bờ Khoảng 2 tháng nữa sống to ốc dạt vào dày đặc Chỉ cần ngồi xúc thôi lúc đáy ốc cũng còn to hơn Giá thì tùy ốc từ lúc dao động từ 3 đến 7.000 đồng một ký Chị Thị cho biết chỉ chờ bắt ốc viết mà vợ chồng tôi có tiền nuôi ba đứa nhỏ ăn học, hai đứa lớn đi học đại học rồi. Chị Thị cười nói. Người dân Bến Tre cho rằng những con ốc viết như là lộc trời ban cho người dân nghèo xứ biển nơi đây. Bởi khi sống, ốc viết tạo thêm một nguồn thu đáng kể. Còn khi ốc chết, sống đánh dạt vào bờ, tạo thành những bờ đê trắng sóng, bảo vệ đất đai, sản xuất cho người dân. Không những thế, ốc quá nhiều, ngư dân bắt không hết, cứ mỗi năm lượng vỏ ốc lại dạt vào bãi biển tạo nên một con đê vỏ ốc cao cả mét dài hàng trăm km độc đáo nhất Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.